bao đời nay, hoa sen đã đi vào lòng người, đi vào cuộc sống và văn hóa của người Việt như biểu tượng của nét đẹp thanh cao, thuần khiết. Sen sinh ra từ bùn, nhưng nơi nào sen mọc, nơi đó nước đục được lắng trong và nơi đó sẽ ngập tràn hương thơm dịu ngọt, thanh tao. Đặc tính này đã làm cho sen trở thành một loài hoa có ý nghĩa đặc biệt và xuất hiện trong nhiều lĩnh vực như kiến trúc, hội họa, tôn giáo. Thông thường, hoa sen chỉ nở vào mùa hè, nhưng có một nơi cả bốn mùa sen đều khoe sắc thắm. Đó là ở làng Thanh Tiên, Thừa Thiên Huế, ngôi làng nổi tiếng với nghề truyền thống làm hoa giấy. Ở nơi đây, có những con người đã cùng thời gian và tâm huyết của mình để thổi hồn vào những bông sen giấy. Làng Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, nằm ở bên bờ Nam Hạ Lưu Sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trước đây, cứ mỗi khi Tết đến xuân về, sản phẩm hoa giấy Thanh Tiên thường được trang trọng, cắm ở những nơi thờ tự trong nhà như bàn thờ ông Địa, Táo Quân, miếu thờ Trang Ông và Trang Bà. Những cánh hoa mỏng manh ấy đã trở thành sắc màu của làng Thanh Tiên và của xứ Huế. Dòng thời gian, nghề làm hoa giấy dần bị mai một. Người ta thích các loài hoa với chất liệu hiện đại hơn, những bông hoa giấy dung dị và bé nhỏ. Những bông hoa sắc màu xuất hiện thưa thớt dần. Hình ảnh những cánh sen giấy cũng mờ dần đi, và những nghệ nhân xưa và làng nghề làm ra nó thì đã bị thất truyền, rơi vào quên lãng. Vượt trên thời gian, trên mảnh đất Thanh Tiên vẫn còn đó những cánh sen giấy mảnh mai, còn đó những con người vẫn cần mẫn và sáng tạo, tìm mọi cách phục dựng lại những bông sen giấy mộc mạc và dung dị truyền thống ngày xưa. Những kỷ niệm về làng hoa một thời hưng thịnh vẫn còn mãi trong tâm trí của một người con của làng quê Thanh Tiên, họa sĩ Thân Văn Huy. Là một họa sĩ, ông cũng có không ít các tác phẩm hội họa. Nhưng có lẽ trong các tác phẩm tranh của ông thì hình ảnh bông sen là gợi lên tất cả. Những cánh sen giấy như là sợi dây nối về một ngôi làng nghề làm hoa giấy đã đi vào cuộc sống của ông từ bao giờ. Những lúc vẽ tranh về hoa sen, ông nhận ra vẻ đẹp của một loài hoa không kiêu sa, không lộng lẫy, nhưng luôn là niềm cảm hứng bất tận trong nghiệp vẽ của một người họa sĩ. Làm sao giữ nghề truyền thống của làng? Làm sao khôi phục được cách làm hoa sen giấy đã thất truyền? Làm sao để mọi người chấp nhận và yêu thích hoa giấy? Những trăn trở, những lo toan đó cứ như một dấu hỏi lớn day dứt mãi không yên trong tâm hồn của một họa sĩ như đã hóa thân thành một nghệ nhân của làng nghề. Họa sĩ Thân Văn Huy cùng người em trai là nhà giáo Thân Đình Hoài dùng hầu hết thời gian của mình âm thầm tìm cách vực dậy nghề làm hoa sen giấy. Vì cách làm sen giấy đã thất truyền gần 50 năm nay, nên hai anh em ông phải vừa tìm đến lớp người đi trước, vừa lần mò lần lại từng công đoạn theo cách xưa. Sen giấy ngày xưa được làm bằng giấy màu trắng, đầu cánh sen được dùng chỉ khâu lại. Không biết bao nhiêu sản phẩm đã phải bỏ đi bởi giấy bị loang lổ, vết nhuộm màu, mỏng manh và khô cứng. Có những lúc mệt mỏi nhưng họ không hề nản lòng. Và trời đã không phụ lòng người. Cách làm hoa sen giấy tưởng như thất truyền giờ đã được khôi phục thành công. Bông sen như đã trở lại và nở hoa trên những đôi bàn tay khéo léo của những con người
luôn nghĩ và tạo ra nó. Tôi áp dụng kỹ thuật vẽ lụa trong khi nhuộm giấy, tức là làm phải làm thế nào đó cho tờ giấy nó ướt đi để nó có độ loãng đều. Như các bạn thấy ở đây là cái muốn có một cái hoa sen đẹp thì nó có phải có cái sắc độ đậm nhạt khác nhau, tức là từ đậm sang nhạt. Và bản thân tôi thì đã từng vẽ rất là nhiều hoa sen, do vậy tôi biết chỗ nào là cần đậm và chỗ nào cần nhạt. Trong đó cái phần nhuộm nó cũng đóng góp rất là quan trọng trong việc tạo hôn cho hoa sen. Những tờ giấy đã nhuộm sau khi phơi khô sẽ được cắt nhỏ, quấn vào ống tre, rồi sau đó dập xuống để tạo nếp cho cánh hoa sen. Nhìn những công cụ này có vẻ đơn giản, nhưng đó chính là sự sáng tạo tuyệt vời của những nghệ nhân xuất thân từ làng quê. Nhờ cách làm này, người thợ sẽ tạo được những nếp gấp đều nhau và rất đẹp cho cánh sen. Để làm ra những bông hoa sen giấy có hồn, thì ngay trong mỗi công đoạn, người nghệ nhân phải hết sức cẩn thận và tỉ mỉ tới từng chi tiết, bởi mỗi bước đều đòi hỏi những kỹ thuật riêng. Cách làm hoa sen giấy ở ngày xưa và ngày nay nó rất khác biệt rất là nhiều, bởi vì ngày xưa thì làm hoa sen thì ngày ấy thì tất cả những cái kỹ thuật cũng như là cái các phương tiện để mà làm hoa thì nó không nhiều như bây giờ. Ngày xưa thì là người ta làm hoa sen bằng giấy pelua, cái giấy rất là mỏng. Như các bạn biết, cái giấy pelua là tờ giấy đánh máy ngày xưa. Thì bản thân nó rất là mỏng manh. Do vậy khi mà đưa ra ngoài trời thì nó sẽ bị hỏng liền. Và chính xác là nó bị móp, hay là mưa thì nó bị mất cái nếp đi. Thành ra cái hoa sen ngày ấy vừa mới ra đời thì nó không tồn tại. Tờ giấy tạo nếp xong sẽ được dán hai đầu cho giống cánh hoa thật. Trước kia người ta phải dùng chỉ để khâu đầu cánh hoa lại. Nhưng ngày nay người nghệ nhân đã có sự hỗ trợ của các công đoạn xử lý, dán dính bằng keo. Nhờ thế mà việc tạo hình bông hoa được thực hiện nhanh hơn và cánh hoa cũng bền chắc hơn. Tiếp đến là công đoạn dán cánh hoa vào cọng sen được làm bằng cây mây. Thông thường, mỗi búp sen như vậy cần khoảng 8 đến 12 cánh sen giấy. Cọng sen trước đây làm bằng thân cây hóp nên rất cứng, khó cắm vào lọ theo ý đồ của chủ nhân. Ngày nay, cọng sen được làm bằng thân cây mây con, lấy ở rừng nên rất mềm mại, giống hệt như sen thật. Đó là những thành công bước đầu để hoa sen giấy ngày càng đẹp hơn và giống hoa sen thật hơn. Là một người yêu nghệ thuật sắp đặt, vậy nên khi đến với sen giấy, họa sĩ Thân Văn Huy không chỉ dừng ở việc sáng tạo ra những bông hoa, ông còn làm lá, làm đài sen để những tác phẩm sen trông chân thật và sinh động hơn. Chính từ ý tưởng đó mà ông cùng với người em trai của mình đã bàn bạc, thống nhất và cho ra đời thêm rất nhiều các loại hoa sen với màu sắc khác nhau. Gần đây, ông còn sáng tạo thêm cả hoa sen điện nhằm tôn thêm vẻ đẹp của sen trong đêm tối càng lung linh và huyền ảo hơn. Tôi nghĩ cái màu sắc nó có hai mang hai ý nghĩa. Thứ nhất là cái ngũ sắc của Huế, và không những ngũ sắc của Huế đâu mà còn cái ngũ sắc của hoa thơ cũng nữa. Chắc chắn là hoa sen nó rất là ít màu trắng và màu hồng thôi, nhưng mà để mà đáp ứng được cái thị hiếu
của người tiêu dùng thì mình phải đưa thêm nhiều màu vào nữa. Mà đặc biệt ở trong kinh diệu pháp liên hoa thì hoa sen nó có 4 màu, và ví dụ màu xanh, màu trắng, màu hồng và màu vàng, và mỗi loài hoa là tượng trưng cho một cái đức tính của Đức Phật. Bông hoa với vẻ đẹp thanh cao và dịu dàng như những cô gái Huế đã thu hút khá nhiều bạn trẻ đến học kỹ thuật làm ra nó. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của nghệ nhân Thân Văn Huy, nghề làm hoa sen giấy Thanh Tiên đã bắt đầu khởi sắc. Những bông hoa một thời vắng bóng nay đã được khôi phục bởi những bàn tay tài hoa khéo léo. Trước đây, hoa giấy Thanh Tiên là loại chuyên dùng để thờ cúng trên bàn thờ tổ tiên. Chính vì thế, ngay khi ra đời, hoa sen trước tiên cũng được dùng đặt trên bàn thờ. Những bông sen được trang trọng dâng lên bàn thờ Phật, thờ tổ tiên đã thể hiện tấm lòng thành kính của những người con xứ Huế. Với vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao, những đóa hoa vô thường này còn được dùng để trang trí trong các ngôi nhà. Không có gì ngạc nhiên nếu khi đến Huế, chúng ta bắt gặp những hình ảnh ân cần tỉ mỉ trong cách hướng dẫn dạy con gái cách cắm hoa sen sao cho đẹp và tự nhiên của người mẹ. Hiểu được và cảm nhận vẻ đẹp của loài hoa này thông qua cách bài trí cắm hoa trong nhà, đó chính là nét văn hóa tri thức, là hành trang ban đầu của các cô gái Huế. Hoa giấy Thanh Tiên được thổi hồn và sống động có thể chưa đủ, nhưng qua bàn tay khéo léo và sự đồng cảm của những người phụ nữ Huế thì quả là bức tranh sâu lắng. Cái hồn của sen giấy Thanh Tiên đã tạo nên sự thân thiện gần gũi và nhân văn hơn trong văn hóa cộng đồng người dân cố đô Huế. Xã hội thay đổi thì hoa giấy Thanh Tiên cũng thay đổi luôn. Và một trong những cái thay đổi đó là từ chức năng gần như thuần túy cho tín ngưỡng đời sống tâm linh, thì bây giờ hoa giấy Thanh Tiên đã từ cải thiện mình làm nên những sản phẩm mang tính chất gần như là sản phẩm mỹ thuật, đó là hoa sen. Như chúng ta biết, hoa sen cho đến nay chủ yếu là nhắm đến du khách, nhắm đến trong những cái lễ hội, mà một trong những lễ hội đã được sử dụng hoa giấy hoa sen Thanh Tiên khá thành công, đó là các festival của Huế. Vậy thì tôi nghĩ rằng với cái cách tân như vậy cũng là một bước đi của hoa giấy Thanh Tiên. Những cánh hoa có sắc màu độc đáo, từ hồng đậm, nhạt dần đến phớt trắng, tạo nên màu sắc đặc trưng và gần gũi với tự nhiên. Hoa sen giấy làng Thanh Tiên, Thừa Thiên Huế, dù có trải qua bao cuộc đổi thay, vẫn sẽ luôn giữ được vẻ đẹp thanh khiết mặn mà của vùng đất và con người miền Trung đầy nghĩa tình. Để rồi, những bông sen giấy đó tạo nên những hương sắc rạng rỡ giữa cuộc sống đầy mến thương. Sen vẫn thế, âm thầm và lặng lẽ. Rồi một mai, bừng sáng giữa khung trời. Từ sâu thẳm, chốn bùn lầy đất mẹ, ngát hương sen, nét đẹp chẳng phai phôi. Dù trong hoàn cảnh nào, hoa sen giấy làng Thanh Tiên, huyện Phú Vang, trên mảnh đất cố đô Huế cũng là sự đại diện cho sự tinh tế, thuần khiết, cao đẹp của một loài hoa duy nhất hội tụ đầy đủ những ý nghĩa triết học, nhân sinh cao quý.
là biểu trưng cho văn hóa và cốt cách nhân văn của người Việt. Hoa sen giấy làng Thanh Tiên sẽ luôn là loài hoa đua nở suốt bốn mùa khoe sắc thắm, góp phần làm nên một nét Huế mộng mơ, dịu dàng và trữ tình.